Chào tất cả các bạn. Đã rất lâu rồi mình không quay trở lại làm video, mà vừa qua cũng nhận được rất nhiều cái lời nhắn, lời cảm ơn và cũng như là lời động viên chia sẻ của tất cả các bạn, cũng như ủng hộ cái kênh video của mình. Mình không nghĩ rằng là cái kênh mình nó lại cũng phát triển được nhiều người bạn như thế. Thì mình nghĩ rằng là cái quan điểm là chia sẻ thật và điều bổ ích tới mọi người thì mọi người sẽ đón nhận cái đấy, nó rất là hữu dụng. Thì các bạn có yêu cầu là mình xin làm cái chia sẻ về xóa cái tin nhắn riêng trên Zalo, là muốn mình giới thiệu lại rõ hơn về cái xóa tin nhắn khoe ảnh trong nhóm, sau đó là cái xóa tin nhắn riêng của cá nhân. Thì vừa qua mình nghiên cứu thì cũng chưa được tỉ mỉ nhiều lắm, mình xin chia sẻ với các bạn. Thì nếu như mà trước thì mình đã chia sẻ và cái xóa tin nhắn trong nhóm lại, các bạn dễ hiểu, nhiều bạn xem không hiểu và gọi điện cho mình yêu cầu làm lại, thì mình xin làm rõ hơn như này. Ví dụ như là mình vào cái nhóm gia đình này, đây cái nhóm gia đình này, ví dụ trên là ta xóa tin nhắn trong nhóm thì các bạn phải vào cái file, cái kho của nó, kho mà ấn vào cái ba gạch này nhé. Đấy, và cái kho lưu trữ trong đây, nó có cái kho lưu trữ trong kho lưu trữ xem ảnh anh xem 150 này như vậy. Thì các bạn ấn mở trong cái kho này, thế khi nó ra cái này thì đây nó có là ảnh này, link này, file này. Thì chúng ta làm như là thu hồi ảnh ở đây là nó sẽ cho phép chúng ta là thu hồi ảnh, link và file. Thì khi các bạn thu hồi ảnh, các bạn ấn vào đây, ấn vào cái ba dấu gạch này, ba dấu gạch ở bên góc này, và chúng ta sẽ chọn ảnh. Chúng ta sẽ ấn vào dấu ba gạch này, chúng ta ấn chọn ảnh này, đấy nó ra hiện lên một loạt cái dấu tròn này. Khi chúng ta thu hồi cái ảnh này, đây ta đánh dấu vào thì nó có dấu gạch, đây ta thu hồi hai cái tin ảnh này, chúng ta ấn xóa này, ấn xóa dưới này, xóa thì trên này nó ghi là xóa cho cả nhóm, xóa hai mục này là xóa cho nhóm. Khi ta ấn mục này xóa cho cả nhóm là tất cả thành viên trong nhóm sẽ không còn nhìn thấy nữa. Bây giờ chuyển sang ví dụ là xóa link, link đây nó có link Facebook, tất cả các link các mạng chúng ta sẽ đừng xem đây, như ta đưa vào trong nhóm. Thế bây giờ muốn xóa cái link này thì ta cũng ấn chọn, ta ấn chọn cái đây, chọn đây thì nó lại không có, ta ấn chọn ở bên cạnh này, đấy ta ấn đây nó xóa nha, ta ấn xóa này, đây nó ghi là xóa cho cả nhóm, thì ta ấn đây là các bạn xóa thành công. Đây thì ta ấn vào file này, ở đây nó có những cái file này, ví dụ file này thì ví dụ ta xóa cái file này thì nó có ba cái dấu gạch ở dưới này, ta ấn nó là đấy, nó ghi là chia sẻ lưu ở bộ sưu tập tải về xem nhắn xóa, thì ta ấn xóa này thì nó ghi xóa cho nhóm, ta ấn xóa nhóm là tất cả các thành viên trong nhóm sẽ không còn nhìn thấy nữa. Thế bây giờ chuyển sang chúng ta xóa thẻ, xóa tin nhắn riêng cá nhân với cá nhân với nhau, thì chúng ta có thể xóa như vừa trong trường hợp nữa, mà chỉ một cách duy nhất là khi chúng ta lỡ rồi chúng ta không nào chat thì chúng ta phải xóa tài khoản. Mà chúng ta xóa tài khoản thì tất cả các bạn lưu ý nhé, nếu mà xóa tài khoản ấy, thì toàn bộ cái danh bạ là chúng ta sẽ không còn. Khi chúng ta xóa tài khoản là sau 48 tiếng,
chứ trong 48 tiếng mà các bạn lấy lại tài khoản thì nó sẽ tin nhắn nó vẫn về. Vì vậy chúng ta xóa tài khoản, mà ta xóa tài khoản thì tất cả những tin nhắn, file, Zalo đó như thế các bạn cần thì các bạn lưu lại trong máy tính. Các bạn thể là đăng nhập Zalo trên máy tính, các bạn lưu lại trong cái ổ nào đó, nó dễ. Thứ hai là chúng ta lưu lại cái tất cả những cái dữ liệu chúng ta đã đăng nhập, ví dụ là cái thông tin, cái thông tin của tất cả các nhóm như các thứ này, chúng ta có nhóm gì ta chụp ảnh này ta lưu lại, mai sau chúng ta sẽ truy cập vào cái đấy chúng ta trở lại bình thường. Thì ví dụ đây là tài khoản anh Tuấn của tôi, đây là tài khoản của anh Tuấn nhé. Thì chúng ta phải xem là tài khoản này có thông tin gì. Đây chúng ta lên lưu lại, chúng ta lưu lại, đây là tài khoản cá nhân tôi này. Đấy. Thì chúng ta ấn vào xem thông tin này, chúng ta nên lưu lại tất cả cái thông tin này, chúng ta nên lưu lại cái thông tin này. Khi chúng ta đăng nhập lại thì chúng ta tạo đúng như cái tên đăng nhập là anh Tuấn, và ngày tháng năm sinh này thì nó hiện đúng như thế. Và các bạn, khi chúng ta xóa tài khoản thì chúng ta trong vòng 48 tiếng chứ không đăng nhập lại. Thứ hai nữa là chúng ta phải xóa đi cái, chúng ta phải bỏ cái đây, chúng ta phải trước khi chúng ta xóa thì chúng ta phải bỏ cái sao lưu đồng bộ đi, chúng ta phải tắt cái sao lưu đồng bộ đi, chúng ta phải xác nhận này, tính năng sao lưu đồng bộ này. Chú lưu ý toàn bộ nhắn không được sao lưu, vì vậy khi đổi thiết bị hoặc xóa ứng dụng bạn sẽ không khôi phục được tin nhắn từ thiết bị này. Mà chúng ta bỏ cái tính năng sao lưu đi thì sau khi chúng ta xóa tài khoản trong vòng 48 tiếng, sau 48 tiếng chúng ta lập lại tài khoản thì những người có tin nhắn chúng ta chỉ nhìn lại được một lần cuối cùng. Sau đó họ sẽ không còn nhìn thấy nữa. Khi họ đăng nhập lần thứ hai thì họ sẽ không nhìn thấy nữa. Thì chúng ta xác nhận này. Thì tính năng sao lưu đồng bộ này sẽ không được bật lên, chúng ta không nên bật lên. Chúng ta bật lên thì trong sau 48 tiếng thì chúng ta thấy lại thì nó sẽ vẫn còn lưu tin nhắn ở phía bên kia, vậy chúng ta phải bỏ tính năng sao lưu tin nhắn đồng bộ đi. Thứ hai nữa là chúng ta xóa tài khoản. Chúng ta khóa tài khoản. Thì đây là vào cái phần xóa tài khoản. Thì khi chúng ta xóa tài khoản này thì các bạn chú ý nhé. Thứ nhất là xóa thông tin tài khoản, tên và hình đại diện. Cái là xóa, cái là tự cái thông tin tài khoản và tên và hình đại diện chúng ta sẽ không còn nữa. Và xóa tất cả tin nhắn, nhật ký và bạn bè. Những tin nhắn, nhật ký, bạn bè trong nhóm Zalo chúng ta cũng sẽ không còn nữa. Khi chúng ta đăng nhập lại nó không còn một cái gì nữa. Và không thể khôi phục lại dữ liệu sau khi xóa tài khoản. Đấy, nếu chúng ta xóa tài khoản này thì tất cả các dữ liệu Zalo chúng ta tài khoản là chúng ta sẽ không nhập được nữa. Vì vậy đây nó có một đổi số loại tài khoản, chúng ta vẫn hiểu, nhưng mà khi chúng ta ấn xóa tài khoản này rồi thì chúng ta sẽ không giao lưu đồng bộ nữa. Thế tôi làm thử cho các bạn. Như sau. Đây, tin xóa số tài khoản với thông tin này. Thông tin của số tài khoản của Zalo này, số điện thoại của 826741126, số điện thoại của con trai tôi. Đấy là cái Zalo con trai tôi, xóa các bạn xem. Đầu tiên các bạn ấn vào cái gạch này nhé. Ấn vào tài khoản bảo mật này. Đầu tiên các bạn phải ấn bỏ sao lưu đi này. Bỏ sao lưu này. Rồi ấn một tài khoản bảo mật. Ấn xóa. Đây các bạn ấn xóa tài khoản này. Xóa tài khoản. Thì chúng ta phải nhập cái số điện thoại chúng ta vào.
08 0826 744 126 0826 734 126 Ní dù không muốn dùng. Tân tiếp tục bắt nhập mật khẩu, chúng ta nhập mật khẩu vào. Xóa tài khoản. Tôi ấn xóa tài khoản nhé. Bạn yêu cầu xóa tài khoản ra, dữ liệu sẽ không thể phục hồi sau khi xóa tài khoản. Chúng ta xóa tài khoản này. Chúng ta gửi yêu cầu để xóa tài khoản. Nó ghi này: tài khoản Zalo của số điện thoại 8267414126 đang trong thời gian chờ xóa. Sau 48 giờ tài khoản này sẽ bị xóa hoàn toàn khỏi hệ thống. Thì chúng ta đã gửi tin nhắn thành công. Thì trong 48 giờ các bạn không được đăng nhập vào cái Zalo này nữa. Chúng ta thoát ra, thoát ra và đăng xuất luôn. Thì sau 48 giờ chúng ta lên để quá 5 mấy tiếng đi, chúng ta lập lại tài khoản. Thì chúng ta cũng lập lại cái số điện thoại và chúng ta ghi tên đúng như lúc đầu, chúng ta ghi nhớ lại vẫn nhật như thế. Thì khi chúng ta trở về sau đó chúng ta cạp như bình thường, tất cả các danh bạn, người bạn chúng ta lại trở về như bình thường. Sau đó tất cả các nhóm, cả các bạn chơi với nhau, các bạn lại ép, các bạn lại truy cập vào nhóm nó, bạn tham gia và bình thường. Nhưng chỉ có tin nhắn là chúng ta không còn gì nữa, và tin nhắn của tất cả các bạn nó sẽ không còn nhìn thấy tin nhắn, bất kỳ tin nhắn nào của chúng ta nữa. Vì vậy tôi làm cái video này thì cũng chúc các bạn là trong cuộc sống chúng ta hạn chế rủi ro thấp nhất những điều chúng ta không mong muốn. Thế còn nếu như trường hợp đã xảy ra thì cũng chỉ còn mỗi cách duy nhất là chúng ta xóa tài khoản. Thì tất cả cái gì thì, và thứ hai nữa là tôi khuyên các bạn là những tất cả các bạn bè chơi thân nhau, kể cả là người yêu bạn bè với nhau, thì chúng ta nên thành lập nhóm người yêu hai người với nhau. Thì có vấn đề xảy ra thì các bạn có thể là xóa nó, không thì chưa cần phải xóa tài khoản, nhưng có cái ảnh, cái video chúng ta có lỡ gửi không thích thì chúng ta có thể thu hồi được. Còn cái trường hợp mà đã gửi tin nhắn như thì riêng mình không làm được thì bắt buộc chúng ta phải xóa tài khoản. Thì cuối cùng cũng mong các bạn là chia sẻ và có những cái, và các bạn đăng ký tin nhắn kênh mình để có quan điểm của mình là mình làm cái kênh này là mai sau có những cái gì mà hữu ích cho cuộc sống thì mình sẽ chia sẻ trên YouTube cùng các bạn. Mình kênh này mình ghi là kiến thức tổng hợp, nên không những Zalo mà tất cả những cái gì trong cuộc sống thì mai sau quan điểm của mình là có cái gì bổ ích mình sẽ chia sẻ trên cái kênh này. Thì mong các bạn ủng hộ mình. Xin chào tạm biệt tất cả các bạn.